màn hình Android cho CX30 thì lắp như thế nào. Rồi, hôm nay thì mình quay lại chiếc Mazda. Và hiện tại ở xưởng thì có rất nhiều chiếc xe Mazda luôn. Đây là Mazda CX-5 này anh em. Đằng bên kia lại tiếp tục là hai chiếc xe Mazda nữa. Đấy. Và đặc biệt ấy là màn hình Android thì bên Trung Auto rất thường xuyên, rất là hay lắp. Ví dụ như đây là VinFast VF5, một chiếc xe Việt Nam này, cũng đang lắp một chiếc màn hình Android. Và đây là một chiếc màn nữa. Thì mình tư vấn một chút cho anh em. Thường ấy, với những chiếc xe Mazda phiên bản đời 2023 mà cái form mới này, thì nó sẽ có một cái chiếc màn hình là 10.25 inch. Đấy, do vậy mà có hai cái hình thức lắp. Hình thức thứ nhất là các bạn lắp một cái bắp Android để biến màn zin thành màn Android. Và hình thức thứ hai đó là chúng ta thay luôn cái màn hình đấy bằng một chiếc màn hình Android đó. Và nếu như phương án thứ nhất thì chúng ta lắp cái bóc để biến màn thành màn hình Android, thì các bạn có thể lắp thêm cái hệ camera 360 TechPad Zone 4 zin 100% luôn, có nghĩa là cắm qua đường LVDS HDMI nên là rất là sắc nét. Còn trên chiếc xe này thì mình đang trang bị một chiếc màn hình tích hợp cả hệ thống cam 360 của thương hiệu ZTech. Đây, mình muốn quay lại cho anh em xem. Đấy, và tất nhiên thì mình vẫn tặng cho anh em một bộ cảm biến Absolute. Đấy, nó sẽ tích hợp trong cái hệ thống màn hình Android luôn. Điều đầu tiên thì bên mình cũng thường xuyên là bọc hết tất cả những cái thứ này này. Đấy, để anh em ngồi lên thì ví dụ như lỡ may quần áo có bẩn thì nó không ảnh hưởng đến xe, và lót hết tất cả mọi thứ. Thêm nữa thì cái quy trình lắp đặt bên mình ấy, thì ví dụ như là bên mình có những cái đội, ví dụ như đội này là lắp màn hình, lắp cam 360 và lắp chuyên lắp ca gọi là các loại về ví dụ Absolute. Thế nhưng mà anh em đến gián phích cách nhiệt thì bên mình có chuyên những cái đội chỉ có gián phích cách nhiệt thôi, để nó chuyên biệt hóa, để mà nó chuyên nghiệp nhất có thể. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm, bên mình là chia thành những cái tổ đội khác nhau rồi. Rồi, ok, đây là cái chiếc màn hình mà mình đã trang bị lên này anh em. Đó, đây là một cái thương hiệu của ZTech. Và đây là mình trải nghiệm cái hệ thống màn hình Android ZTech. Thì đầu tiên anh em thấy thiết kế này, nó sẽ zin 100% như cái phiên bản cũ thôi. Đấy, và tất cả là đều cảm giác zin nguyên bản. Thì ở đây là mình sẽ có được toàn bộ những cái, nó giống như một chiếc điện thoại di động thông minh thôi. Đấy, và tất nhiên là có cả cam 360 các thứ. Đấy, 4 hướng luôn, chúng ta có thể xem được xung quanh toàn cảnh. Hiện tại thì mình chưa căn. Đấy, tí nữa mình sẽ căn thì nó sẽ ghép, nó sẽ đẹp hơn một tí nữa. Rồi, thì tất nhiên là nó vẫn giữ được hết toàn bộ hệ thống nguyên bản. Đây là hệ thống kiểu như là nguyên bản của xe. Hệ điều hành Mazda Connect. Đấy. Còn ở đây thì chúng ta sẽ vào đây thì nó sẽ là tất cả những cái ứng dụng của hệ điều hành Android. Đặc biệt là ở đây thì mình có một bộ Absolute này. Đấy, Absolute này thì mình tặng luôn kèm. Đó, tí nữa cuối cùng thì mình sẽ nói mức giá để phân tích cho anh em, thì anh em có thể chọn loại nào nhá. Đây, thì mọi thứ thì chúng ta cũng đều sử dụng cái nút bấm này. Đấy, nguyên bản hết luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, mình bấm ở đây nhá, thì ở trên này nó sẽ chuyển. Đấy, có thể xoay 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 để chọn các ứng dụng. Rồi, và mình bấm ở đây thì nó sẽ, đấy, chúng ta sẽ chuyển được các cái chế độ khác nhau. Thậm chí là mình có thể là sử dụng bằng ra lệnh giọng nói này. Đây, mình sẽ bắt đầu này, cấp quyền này. Đấy, các thứ. Thì hoàn toàn là chúng ta sẽ sử dụng bằng ra lệnh giọng nói để mà nghe nhạc, để mà xem phim. Đây, mình sẽ cấp quyền thêm một tí nữa. Rồi. À, mình cần đăng nhập anh em ạ. Thì hiện tại là đây là một cái phần mềm ra lệnh giọng nói, bấm ở đây để mà điều chỉnh cái màn hình này, ví dụ như nghe nhạc xem phim ấy, thì chúng ta bấm vào cái phần mềm Kiki. Đấy, thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi để ra lệnh giọng nói, nhưng mà ở đây thì mình chưa kích hoạt bởi vì đang quá trình lắp anh em ạ. Rồi, YouTube thì nghe nhạc thì tất nhiên rồi, chúng ta ra lệnh để mà nghe nhạc. Đây, hiện tại thì không biết là các bạn cài nhạc chưa. Ok, đây, bấm này ra. Đấy là hệ thống âm thanh thì hoàn toàn là như nguyên bản thôi. Đấy, mình nách ở trên cái nút bấm này luôn này. Hoàn toàn là giữ nguyên zin, không mất gì cả. Nách bài là vặn sang. Đấy, thì nó sẽ chuyển cho chúng ta. À, em thấy không? Và tất cả to nhỏ trên này này thì nó cũng giữ nguyên hết luôn. Đấy, không mất đi tính năng nào cả anh em. À, bởi vì là cái hệ thống này ấy, thì CD được giữ nguyên bản.
nên là toàn bộ hệ thống để mà nói âm thanh thì nó như nguyên bản. Đấy. Rồi và trên chiếc xe này thì mình còn lắp thêm một cái cam hành trình này. Đấy, cam hành trình này là anh cũng yêu cầu là lấy cái của Vietmap loại cao cấp. Thì đây mình đã lắp xong rồi, quay cả trước cả sau luôn. Đó. Vậy thì cuối cùng mức giá nó như thế nào và nên chọn loại nào? Thì như ban đầu mình có nói, đầu tiên thì phải nói đến là cái nhu cầu của anh em. Nếu như bạn cần một chiếc màn hình Android và cần cả K360 thì ZTEC nó cũng là một thương hiệu khá lớn trên thị trường Việt Nam. Mức giá hiện tại là đang 21.900.000 và được tặng cả Absolute. Còn nếu anh em không lấy thì mình trừ 2 triệu, đó là 19.900.000. Và có một cái phiên bản nữa, đó là cái phiên bản mà mình thường xuyên hay lắp của cái Capu ấy, thì mức giá nó rơi tầm từ 16.800.000 đến 17.800.000 thì tùy từng cấu hình một. Thì cái con đấy cũng rất bền bỉ và cũng rất là nét, mình cũng lắp rất nhiều. Tuy nhiên thì tùy từng cái thương hiệu khác nhau mà anh em lựa chọn thì đấy là cái phiên bản nó rất là hay. Và mình cũng tặng kèm Absolute cho anh em luôn. Đấy, đối với cái phiên bản đấy nếu mà anh em lấy. Có một kiểu nữa đó là nếu như anh em giữ nguyên cái màn hình nguyên bản thì chúng ta lắp một cái Android box để biến màn hình zin thành màn Android và lắp thêm hệ thống K360 thì mức giá nó cũng xem như vậy. Đấy. Hệ thống K360 TechPad Zone 4 là 13.500.000. Đó, Android box thì nó cũng rơi tầm từ 3 đến 5 triệu đến 6 triệu tùy từng loại. Thế thì hiện tại bên mình thì thường xuyên lắp những cái sản phẩm công nghệ thôi. Các đại ca có nhu cầu thì cứ liên hệ cho Trung Auto. À, bên mình phục vụ chắc chắn là anh em sẽ rất là hài lòng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.